Cuộc đời này Đức Phật dạy là nhân quả, có vay thì có trả. Trong tâm bạn phải hiểu rằng, việc trả nợ là tất yếu, do đó, hãy coi việc trả nợ là niềm vui, vì càng trả được nợ là càng bớt nghiệp, trả thì có nhiều cách trả. Có tiền thì trả một lần hết, ít tiền thì xin trả góp, không tiền thì xin hoãn trả. Nhiều người cầm tiền đi trả mà than vãn, thấy đau xót, vậy thì hãy nghĩ lại lúc bạn cần tiền về đã vui thế nào. Nếu mỗi lần mang tiền đi trả mà than thân trách phận, đau buồn thì chứng tỏ bạn không có ý thức trả nợ, tâm tham. Hãy hết lòng trả nợ, có ý thức trả được nợ được càng nhiều càng tốt, càng trả được nhiều, lòng bạn càng nhẹ nhõm, tiền trả còn dễ, trả tình, trả ơn nghĩa còn khó hơn rất nhiều. Khi bạn nỗ lực trả nợ đến tận đồng xu cuối cùng, thì kể cả những người cho bạn nợ cũng muốn giúp đỡ bạn, có thể cho bạn hoãn nợ hoặc bày cho bạn cách làm để kiếm được nhiều tiền mà trả nợ nhanh hơn. Chỉ cần nhớ hai điều, thứ nhất, coi việc trả được nợ là niềm vui, thứ hai, hãy trả đến đồng xu cuối cùng. Chúc bạn sớm vượt qua chính mình.